Trong ngày hôm nay, hàng loạt các nước như Pháp, Canada, New Zealand, Ả Rập Xê Út, Jordan đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu công dân rời khỏi Liban. Bộ Ngoại giao Pháp nhận định tình hình an ninh vô cùng bất ổn, kêu gọi công dân Pháp rời khỏi Liban nhanh nhất có thể khi vẫn còn các chuyến bay thương mại trực tiếp và các chuyến bay quá cảnh đến Pháp. Trước đó, Mỹ và Anh hôm qua cũng kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Mỹ yêu cầu công dân của mình ở Liban rời đi bằng bất kỳ vé nào có sẵn. Trong trường hợp họ chọn ở lại Liban, cần chuẩn bị chỗ trú ẩn trong thời gian dài. Bộ Ngoại giao Anh cũng đánh giá căng thẳng đang ở mức cao và tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, khuyến cáo công dân rời khỏi Liban khi vẫn còn các lựa chọn thương mại. Căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông cũng buộc các hãng hàng không, bao gồm nhiều hãng hàng không lớn của Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, phải tạm dừng các chuyến bay tới Liban, Iran và Israel. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran. Mỹ và Anh đã phải điều thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực Trung Đông như một động thái răn đe các bên giữa lúc lo ngại màn đáp trả từ Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực nhằm vào Israel. Các hoạt động ngoại giao con thoi giữa các nước diễn ra không ngừng nghỉ để tìm cách hạ nhiệt tình hình. Sau vài ngày điều tra, hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận thủ lĩnh Hamas Haniyeh đã bị giết hại bằng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg chất nổ. Khoảng 20 nhân vật cấp cao an ninh Iran đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra với những nghi ngờ họ đã bị Israel mua chuộc. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho Israel vào một thời điểm phù hợp, đồng thời cho biết Mỹ cũng có liên quan và phải chịu trách nhiệm. Trước nguy cơ sắp xảy ra giao tranh lớn tại Trung Đông, Mỹ và Anh đồng loạt tuyên bố gửi thêm quân tới khu vực như một động thái răn đe đối thủ và bảo vệ Israel. Bộ Quốc phòng Anh điều động thêm quân đội tới một số nước Trung Đông với tuyên bố bảo vệ các đại sứ quán và công dân nước này. Trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã gửi thêm một phi đội máy bay chiến đấu cùng các tàu tuần dương và khu trục tới khu vực. Bộ trưởng Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galang về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran, các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối đối với an ninh của Israel và thông báo về các biện pháp bổ sung, bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà Bộ sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, việc leo thang hơn nữa là không thể tránh khỏi và tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc giảm leo thang căng thẳng, bao gồm cả việc hoàn thành lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel thông báo về việc điều động quân đội, cùng yêu cầu Israel phải tránh các hành động làm căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, những giờ qua, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích Hamas ở dải Gaza, bờ Tây, hay các cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền nam Liban nhằm vào lực lượng Hezbollah. Đáp lại, đêm qua và rạng sáng nay, Hezbollah cũng đã phóng hàng loạt rocket sang lãnh thổ Israel, kích hoạt hệ thống phòng không mái vòm sắt thắp sáng bầu trời Israel trong đêm bằng những vụ nổ lớn. Trước những căng thẳng khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Pháp cũng đã điện đàm để thảo luận cách thức hạ nhiệt tình hình. Ngoại trưởng Ai Cập cũng đã điện đàm cho người đồng cấp Iran và Liban, nhấn mạnh khu vực đang ở thời điểm nhạy cảm, nguy hiểm chưa từng có và một cuộc xung đột lan rộng đang cận kề. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết và xả súng xảy ra tối mùng 2 tháng 8 tại một bãi biển ở thủ đô Mogadishu, Somali. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tháng qua tại Somali. Theo cảnh sát và các nhân chứng, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt thiết bị nổ mang theo mình ngay ở lối vào khách sạn của khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng Lido Beach, trong khi các đối tượng khác liên tục xả súng vào những người trên bãi biển. Ngoài kẻ đánh bom tự sát, cảnh sát đã tiêu diệt được 3 tay súng và bắt giữ một tay súng khác. Theo thông tin của cảnh sát, những người thiệt mạng đều là dân thường. Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Khu nghỉ dưỡng Lido Beach là nơi giới doanh nhân và quan chức cấp cao thường xuyên lui tới. Đây cũng từng là mục tiêu của các cuộc tấn công trước đây.